해서 fine. 네, 보시게 되면 이쪽 골반과 이쪽 골반의 차이가 있고 이쪽이 약간 내려가 있네요. 어릴 때 kìa, vùng xương của chị này, xương hông của chị này, hai bên có cái sự chênh lệch. 그래서 우리가 어, 트롬을 이용해서 이쪽 라인을 살리는 방법을 한번 보여드리도록 할게요. 사진 한번 이렇게 찍을게요. 그림자 때문에. 그림자 때문에. 자, 여러분 이렇게 찍어놓을게요. 지금 사진상 보여도 이쪽 복부가 여러분들 보셔요. 라인이 확실히 그렇죠? 이쪽 라인을 시작할게요. 자, 여러분 사진상 보셔도 라인이 틀리기 때문에 우리가 한쪽에 지금 quan sát qua bằng hình ảnh chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa vùng bụng bên trái và vùng bụng bên phải. 그러니까 발 깨요, 손님 씨요, 내가. 들어갈 때 오늘 빨라 없앤 사람이 높이 온도가 다 다르기 때문에 달라요 사람만. 됐어요? 네, 앰플 딸게요. 자, 앰플 주세요. 앰플. 자, 이거 자체도 노폐물을 배농시켜주고 지방을 분해시켜주는 역할을 하기 때문에 얘가 트럼과 만났을 때는 굉장히 시너지 효과가 납니다. 이 dòng sản phẩm này nó có tác dụng nó sẽ đào thải các cái mỡ thừa bên trong cơ thể. 여러분들 지금 손등에다 한번 제가 테스트를 한번 해드릴 건데요. 바르시면 아까 약간 화끈화끈 하실 거예요. 대표님 이거 한번 테스트 해주시고 저는 여기다가 이제 도포를 시작하도록 할게요. 반을 먼저 도포합니다. Tôi sẽ thoa giữa một nửa trước. Cho một nửa trước. Thế này lại là nhãn mỡ hay. 그리고 여러분 약간 화끈화끈 거리는 느낌이 있을 수밖에 없어요. 예, 걔가 셀룰라이트를 자극시켜주는 역할을 합니다. 돈 mỡ như là cánh tay này hay là bắp chân này. Mình có thể sử dụng cái sản phẩm này ở các cái vị trí đấy. 한 5분 정도 지나면 이제 후끈후끈합니다. Khoảng tầm 5 phút sau là mình sẽ có cảm giác. 자, 시연하는 동작은 여러분 셀룰라이트를 제거해 준 역할을 하기 때문에 우리가 압을 이용해서 예, 주물어 준 역할을 합니다. Mình thực hiện cái thao tác này để là mục đích là giảm giải quyết cái vấn đề này. 때문에 우리가 한 부위당 10분 시연하는 모습을 보여 드리도록 할게요. Thiết bị trôm này thì nó có cái hiệu quả thứ nhất là nó sẽ sử dụng cái sóng cao tần RF và sử dụng thêm là cái hút VAC. VAC nên là đây chúng ta có thể quan sát kỹ để cảm nhận được. 지금은 기라 선생님이 흡수시켜 주는 동작을 합니다. Hiện tại là cô Gira cô đang thực hiện cái động tác để hấp thụ dưỡng chất ampoule này vào bên sâu vào bên trong. 자, 이제 어느 정도 흡수가 됐으면 우리가 트롬을 들어갈 텐데 흡수를 좀 더 빨리 효과를 위해 선 크림을 같이 도포해 주는 게 효과가 큽니다. 네, 저 효과 nó được tăng lên thì đây tôi sẽ sử dụng thêm cái sản phẩm là TPC cream. 네. 이 크림도 한번 여러분 직접 테스트 한번 해 볼게요. 그 다음 언제? 다음. 왜 뭐지? 자, 여러분 복부에 보면은 복부의 중심을 당겨서 배꼽으로 가는 동작을 1번으로 합니다. Ở đây mình sẽ chú để ý tới cái động tác của chị Kira đang chị đang làm ở đây thực hiện đây. Bởi vì vùng bụng mà mình làm săn chắc thon gọn vùng bụng ở đây thì mình sẽ sử dụng động tác là từ đưa tay từ bên trong, từ bên ngoài vào trong. 그리고 이 관리를 한 다음에는 화장실에 되게 가고 싶은 게 정상이에요. Và bên cạnh đấy thì tôi cũng muốn nói tới cho anh chị biết là trong quá trình làm thao tác này thì có một số người sẽ có cảm giác là muốn đi vệ sinh. Cái triệu chứng ấy là triệu chứng hoàn toàn bình thường. 왜냐면 안에 있는 덩 đấy thì hoàn toàn bình thường. 안에는 노폐물을 지금 자극을 시켜서 분해시켜 주기 때문에 화장실 가서 한번 배출하면 냄새나 약간 색깔이 다를 수 있습니다. Bởi vì hiện tại là mình đang dùng cái kem này và động tác này để thực hiện thải các cái bã nhờn và các cái độc tố bên trong cơ thể để nó bài tiết theo ra theo đường mồ hôi hoặc là đường nước tiểu. Thì lát nữa nếu như mà chị có cảm giác muốn đi vệ sinh thì khi đi vệ sinh chị sẽ thấy được là cái mùi nước tiểu và là cái màu sắc nước tiểu mình sẽ có thể thay đổi. Nhưng mà nếu mà cái liệu trình mình
tim mỡ xong kết hợp với tim mỡ kết hợp này được không? Tuần tim mỡ xong tuần kết tim mỡ là gì? Tim mỡ tim thuốc giảm mỡ giảm mỡ bây giờ thằng Việt Nam tim rất tiêu tiêu mỡ tim đi tiêu mỡ đó em hỏi cô coi ví dụ kết hợp thì có được hay không mình tim xong tuần thêm đi nó bị rít đó rít nó sẽ bị đỏ để về nếu như mà mình kết hợp cả hai phương thức thứ nhất là tiêm và sử dụng cái hình thức này thì perfect luôn đấy. Perfect luôn đấy. 흡입하고 나서 했을 때도 완전 효과가 있고요. 자, 여러분들이 오늘 하는 시세 프로그램은 잠시만요. 별개라는 게 아니라 기존에 여러분들 레이저 그다음에 지방 흡입 다 같이 해도 가능해요. Những cái liệu trình hôm nay mà tôi giới thiệu cho các anh chị ở đây là mình có thể kết hợp những cái liệu trình vốn dĩ mình đang thực hiện cho khách hàng tại spa của mình có thể kết hợp với nhau, kết hợp song song thì luôn nó sẽ có hiệu quả. 그리고 특히 복부는 일주일에 두 번 정도 해줄 때 효과가 제일 많이 크게 올라옵니다. Và đặc biệt đối với vùng bụng á, làm thon gọn mỡ vùng bụng ở đây mình thực hiện một tuần khoảng 2 lần thì thôi nó sẽ có hiệu quả. 그래서 이거 한쪽 부위를 10분 하고 이제 PDT를 씌워놓을 거예요. Chúng ta đã thực hiện cái tháp ạ. Máy này bao nhiêu tiền em ạ? Ở máy nhà ông mua sợi ạ? Ở tầng gọi là? À, kỳ kỳ nên? Kỳ mạnh dương ạ? Kỳ mạnh dương. 자 여러분 제가 아까 소개를 못 해드렸는데 우리 한국에서 저랑 같이 베트남 총괄 사장님이십니다. 나이도 quên giới thiệu với các chị anh này. 김정욱. Kim Jong Uk là đại diện là giám đốc của công ty Omelon tại Việt Nam. Dương hoặc là bác này. Thay bị bỏng. Giá cả thì hai người làm được. 여러분 아마 오늘 교육에 오신 분들은 정말 특별한 혜택이 있는 걸로 제가 알고 있어요. 네, 맞는데 nếu như ngày hôm nay trong buổi thảo này mà các anh chị ai có nhu cầu muốn mua sản phẩm thì chúng ta sẽ được để với giá tốt ạ. 네. 그래서 오늘 아마 시연이 끝나고 여러분 자세한 문의는 용회장님과 함께 하시면 될 것 같습니다. Sau buổi thảo ngày hôm nay chúng ta có sự quan tâm thì có thể liên hệ với anh Trần Ngọc Dương ạ. Chúng ta mấy phút nào mà chắc? Sao chị thấy cảm giác nó đỏ hả? Đỏ nhưng không đau. Đỏ chúng ta bay lên cho nóng thì nóng. Nóng hả? Có tác động nhiệt á. Đang nóng hả? Đang bị nóng. Chuẩn bị chọn gió vào Việt Nam. Tác động nhiệt á, tác động nhiệt vào. Để nếu mà nổ thì nó sẽ bị chạy, chịu không nổi. Chị thấy chị mà còn xíu là sẽ bị chạy. Hồi nãy thì tác động nhiệt đấy. Không có đau. Không có đau. Ý chị là sâu như là chưa nó nóng nhưng mà đây là mình tác động một máy nữa thì nó sẽ có ửng đỏ đấy. Máy sình á, bây giờ hút nó nhả, còn cái máy không sình nên nó hút nó hút lên luôn bởi vì đó. 이거는 이제 여러분들 자극이 좋기 때문에 여러분 2, 3일 지나면 없어져요. 네. Bởi vì là hiện tại mình đang có tác động lực vào mà nên là 2, 3 ngày sau thì sẽ mất. Giống như cái bên đỏ được gió gió mình em hỏi cô là nếu tiêm mỡ là tuần sau làm cái này được đúng không? Làm luôn được. Làm luôn được luôn, tiêm mỡ xong làm luôn được mà. Như em mà mới. 여러분 여기는 지금 약 5분 정도 있다가 이제 PDT를 씌울 거. 안 phải nó áp sàn lắm mấy chị. Rồi nhớ cái lúc mình. Nhớ cái lúc á. Dạ, phép còn chụp hai cô nhá. Bây giờ tôi sẽ gỡ lớp mặt nạ.